Tư thế tiếp theo là tư thế con cá. Và thực hiện tư thế con cá này rất là dễ chịu, thoải mái đối với những người có cái sự tổn thương ở các đốt sống ngực hoặc là có vấn đề về tim và phổi nhé. Và để thực hiện tư thế cũng vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần làm theo mẫu thôi nhé. Nào, nghiêng người, duỗi hai chân sang bên trái, nằm ngửa, rồi xuống, duỗi thẳng hai chân. Từ đây đấy thì các bạn duỗi hai tay của mình về phía sau, rồi úp cái lòng bàn tay xuống thảm. Ở đây thì Kim Toàn sẽ làm mẫu luôn nhé, hỗ trợ làm mẫu bằng cách này. Các bạn đỡ hai tay của mình, đỡ cái tay của mình ấy, phía xuống phía dưới lồng ngực này, phía sau này. Đó, Kim Toàn sẽ hỗ trợ và đồng thời các bạn sẽ làm nhé. Đồng thời này, ngửa cổ, chống đỉnh đầu, dùng tay này lừa xuống phía dưới, đúng không? Nâng cái lồng ngực của mình lên, đúng rồi. Rồi bây giờ sau khi thực hiện được xong rồi thì duỗi thẳng hai tay ra, đúng rồi. Nào, tập trung sức vào lồng ngực, ngửa cổ thật nhiều vào, càng nhiều càng tốt. Ngửa thật xa cái đầu, cái cổ mình về sau, đẩy cao lồng ngực của mình lên, càng căng càng tốt, càng rát càng tốt. Đồng thời mở rộng lồng ngực sang hai bên, được chưa? Căng, chắc, rát. Giữ nguyên tư thế, hít thở thoải mái, tự nhiên, bình thường. Rồi, căng, chắc, siết. Mỗi một lần hít vào làm sao chúng ta có cảm giác như là mở rộng lồng ngực của mình sang hai bên, đồng thời bẻ cong cột sống của mình lên phía trên. Mỗi một lần hít vào đều có cái cảm giác như vậy. Và mỗi lần thở ra thì giữ nó lại, đừng để nó sập xuống phía dưới. Có nghĩa là chúng ta bẻ được rồi, giữ được vị trí rồi, sau đó cứ hít vào lại mở lên, cứ hít vào lại mở lên, cứ hít vào lại mở lên. Và lặp đi lặp lại quá trình đó, tự động chúng ta cảm nhận thấy rằng là mình hít vào rất là nhiều hơi, và thở ra rất là dễ chịu, thoải mái nhé. Đối với những người có vấn đề về tim, phổi thì đây là một trong những cái động tác đạt cái hiệu quả cực kỳ lớn. Có nghĩa là họ sẽ cảm nhận thấy ngay tức khắc cái lợi ích của tư thế động tác. Còn đối với những người không có cái vấn đề gì về tim phổi thì động tác này chả có giá trị gì cả. Trong hình tập chỉ giống như là biểu diễn, trông nó đẹp, nó xinh xinh, trông nó dễ thương thôi. Ví dụ như bây giờ thì Kim Toàn có thể hỗ trợ bằng cách là hơi co hai chân lại một chút xíu, các bạn trông thấy nó đẹp hơn một chút xíu, đúng không? Hoặc là chẳng tí là có gác cái chân này lên chút, ôi trông nó lại đẹp hơn tí nữa, đúng không? Thì cái việc là để cái động tác trông nó xinh, nó đẹp, nó dễ thương, nó không giải quyết gì nhiều cả, nó chỉ là bắt mắt chúng ta thôi. Rồi từ từ hạ chân xuống, rồi hạ lồng ngực xuống, vung chân ngồi dậy, thoát khỏi tư thế, trở về tư thế kim cương ban đầu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở cái video của lần tiếp theo.